bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu quốc nội đầu tiên của mùa giải sau khi để thua Liverpool ở chung kết cúp liên đoàn mục tiêu của Chelsea lúc này sẽ chỉ còn ở hai giải đấu là giải hoàng Anh và cúp FA giữa tuần này thầy cho huấn viên Thomas Tuchel sẽ tiếp tục hành trình ở giải đấu lâu đời nhất thế giới cúp FA bằng cuộc chạm trán đủ tâm thao ở vòng năm trong hoàn cảnh đang phải đối mặt với lịch thi đấu giải đặc The Blues chắc chắn sẽ muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ để có thể dưỡng sức tập trung cho các mục tiêu khác với thực lực hoàn toàn vượt trội đây là điều mà đại diện thành London có thể thực hiện tuy vậy thì vẫn có những nghi ngờ nhất định bởi thực tế thể những sân chơi như này các đội bóng lớn như Chelsea thường hiếm khi chơi tốt. Bằng chứng là ngay như trước đó ở vòng 4 họ cũng đã phải thi đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau 120 phút trước Plymouth. Bên cạnh đó phong độ không thực sự ổn định thời gian gần đây cũng là điều khiến thầy trò huấn viên Thomas Tuchel bị nghi ngờ. Như 9 trận gần nhất chỉ có 4 lần họ giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Chưa dừng lại đó sự khó chịu còn đến từ phía bên kia chiến tuyến khi mà Luton Thao, tuy chỉ là đại diện của giải hạng nhất thế nhưng lại tạo được niềm tin lớn với phong độ ổn định thời gian qua. Như ở 9 trận gần đây thầy trò huấn viên Jones đã thắng tới 7 và chỉ để thua Liverpool đã thế ở trận tới họ còn được chơi trên sân nhà, nơi đã chứng kiến tới 6 chiến thắng và hai kết quả hòa ở 8 trận vừa rồi. Dĩ nhiên, thì các đối thủ mà Lui Tông Thao đã gặp ở trình độ thấp hơn nhiều so với Chelsea tới đây, tuy nhiên thì ít nhất là cũng tạo dựng được niềm tin cho khả năng gây ra những khó khăn của đối thủ của đại diện đến từ giải hạng nhất Anh. Trên sàn giao dịch châu Á về nhà cái trên xếp kèo chấp 1 1 phần tư cũng cho thấy quan điểm tương tự. Rõ ràng đây là mức kèo không cho thấy ưu thế quá vượt trội của Chelsea so với đối thủ. Điều mà lẽ ra họ phải có được trong bối cảnh như hiện tại và kết hợp với những diễn biến về chuyên môn sẽ là khó để tin vào một chiến thắng dễ dàng của vị khách đến từ London ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng dù được đánh giá cao nhưng với phong độ kỳ bàn nghèo nàn gần đây, các chân sút của Chelsea không được kỳ vọng quá nhiều ở trận đấu tới, trong khi Luton Town lại sở hữu hàng thủ tương đối chắc chắn và chưa đối thủ mạnh, họ chắc chắn sẽ cố gắng phát huy điểm mạnh ấy. Điều này khiến đánh giá cho khả năng bùng nổ bàn thắng của trận đấu là không cao và với mức kèo cũng chỉ được niêm yết ở mức không quá ấn tượng so với năng lực tấn công của hai đội là 2 3 phần tư, mốc dưới được xem như lựa chọn phù hợp hơn ở phương diện này. Ở một cặp đấu khác Liverpool tuy sẽ phải chạm trán đối thủ cũng đang chờ ở giải Ngoại hạng Anh ở vòng năm cúp FA tới đây, thế nhưng nên biết rằng đối thủ của họ chỉ là Norwich, đội bóng đang đứng tận cuối trên bảng xếp hạng với sự chênh lệch lớn về phong độ, chính vì vậy mà đánh giá cho thử thách này với thầy trò huấn viên Jurgen Klopp cũng là tương đối nhẹ nhàng. Điều đó càng có cơ sở hơn khi biết rằng lữ đoàn đỏ đang trong giai đoạn có phong độ hết sức ấn tượng với 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó gần nhất là chiến thắng trước Chelsea ở trận chung kết cúp liên đoàn cách đây ít ngày. Kết quả được đánh giá là đang làm tăng hưng phấn rất nhiều cho các cầu thủ của Jurgen trước trận đấu tới. Đã thế ở trận này thầy trò huấn viên Jurgen Klopp còn được chơi trên sân nhà, nơi cũng chứng kiến thành tích thi đấu ấn tượng không kém thời gian vừa rồi, với 13 chiến thắng sau. Một 14 trận, trong đó có 11 trận kết thúc với tối thiểu hai bàn thắng được ghi. Chính vì vậy mà niềm tin lại càng được nhân lên cho đội chủ sân Anfield ở cuộc đọ sức sắp tới. Đã thế sự ủng hộ còn đến từ phía bên kia chiến tuyến khi biết rằng Norwich đang rơi vào trạng thái hết sức bất ổn với phong độ của mình. Cụ thể ở cả ba vòng gần đây họ đều đã trắng tay. Trên sân khách thầy trò viên viên Smith cũng đã để thua tới 5 qua 8 trận gần đây. Chính vì vậy mà hy vọng dành cho họ là gần như không có. Trên sàn giao dịch châu Á sự khác biệt lớn cũng đang được thể hiện khi Liverpool được nhà cái xếp chấp tới hai hòa cùng điểm ăn thấp, mặc dù kém khá xa so với lần tiếp đón Natwick hồi đầu tháng vừa rồi. Thế nhưng đó vẫn là mức chấp được đánh giá cao bởi tính chất của giải đấu lần này chỉ là sân chơi phụ, trong khi trước đó là giải ngoại hạng với độ quan trọng cao hơn. Chính vì những đặc điểm như thế rõ ràng là đội chủ sân Anfield xứng đáng là cái tên để trông đợi hơn ở trận đấu tới. Trong một diễn biến khác với phong độ ấn tượng mà hàng công đang sở hữu lại chỉ phải gặp đội bóng có hàng thủ và lối chơi không thực sự chắc chắn. Rõ ràng là Liverpool được kỳ vọng cao cho khả năng tạo ra kịch bản tương mừng cho trận đấu. Trên thị trường việc nhà cái xếp kèo tài xỉu lên tới 3 một phần cũng cho thấy đánh giá tương tự. Vì thế nên hoàn toàn có thể đặt niềm tin cho mốc trên ở trận đấu này. Chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn, truy cập aegon1.net